Được biết đến với biệt danh tiên nữ cử tạ, Lee Seung Eun ngày càng khẳng định được tên tuổi của bản thân qua những vai diễn rất ấn tượng. Và việc lớn sân từ nghề mẫu sang lĩnh vực diễn xuất giúp cô thu được về một lượng fan vô cùng khổng lồ. Và hiện tại cô là tên tuổi đang được truyền thông châu Á hết mực săn đón. Cùng VGT tìm hiểu Lee Seung Eun là ai nhé. Lee Seung Kyung là ai? Lee Seung Kyung sinh ngày 10 tháng 8 năm 1990 là một nữ người mẫu và diễn viên Hàn Quốc. Cô được công chúng biết tới rộng rãi với danh tiên nữ cử tạ qua vai diễn ấn tượng Kim Bok Ju của bộ phim Weightlifting Fairy Kim Bok Ju. Năm 2008, Lee Seung Kyung quyết định tham gia vào một cuộc thi người mẫu với quy mô không lớn tại quê nhà và giành được giải Lex Prize. Với chiều cao 1m76, Lee Seung Kyung chính thức bước chân vào ngành giải trí bằng nghề người mẫu. Sau đó một năm, cô đem về giải thưởng Unix Hair New Style Prize tại siêu mẫu châu Á-Thái Bình Dương 2009. Người mẫu Lee Seung Kyung hoạt động dưới trướng YG Kaylus. Đến năm 2014 thì bắt đầu sự nghiệp diễn xuất bằng một vai phụ trong bộ phim It's Okay, That's Love. Từ đó, YG Entertainment bắt đầu quản lý Lee Seung Kyung trong các hoạt động phim ảnh giải trí. Hiện tại, cô là nữ diễn viên kiêm người mẫu đầu tiên hoạt động dưới trướng YG Entertainment và YG K+. Dù lấn sân sang nghiệp diễn, Lee Seung Kyung vẫn là cái tên rất được các buổi trình diễn thời trang săn đón. Người đẹp từng diễn catwalk cho nhiều thương hiệu nổi tiếng hiện nay như Chanel, Prada, Vivienne Westwood, Vera Wang. Năm 2014, Lee Seung Kyung trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hiệu Lab Los Angeles Project. Hot Girl Lee Seung Kyung trên Instagram. Được nhận xét là một cô gái luôn đem đến vẻ tươi sáng. Do đó, khi còn nhỏ, Lee Seung Kyung có biệt danh K-Cup Kyung. Ngoài ra, trong mắt mọi người, cô rất tài năng nhưng vô cùng khiêm tốn. Hơn hết lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Instagram của Lee Seung Kyung có tới 8,8 triệu lượt theo dõi. Một con số đáng ngưỡng mộ. Các idol nổi tiếng còn phải dè chừng trước lực lượng fan hùng hậu của cô nàng trên mạng xã hội. Lee Seung Kyung rất nổi tiếng trên Instagram, nhưng lại ít sử dụng Facebook và Twitter. Tuy nhiên, chỉ riêng trang fanpage Hey Bibly tại Việt Nam đã có đến hàng chục nghìn người theo dõi. Lee Seung Kyung sở hữu màu mắt hổ phách vô cùng đặc biệt. Nữ diễn viên từng thực hiện ca phẫu thuật để nâng mí cho đôi mắt trông tròn hơn và giúp cô tự tin trong công việc. Những bộ phim của Lee Seung Kyung. Năm 2014, Lee Seung Kyung may mắn được Kim Tae-gyu mời đóng một vai phụ của bộ phim It's Okay, That's Love. Sau đó, nàng mẫu cũng tích cực với những tác phẩm khác. Dù vậy, tên tuổi của Lee Seung Kyung vẫn chưa thật sự được quan tâm nhiều cho đến khi cô tham gia Cheese in the Trap 2016 và Waiting Fairy Kim Bok Ju 2017. Hóa thân vào cô nữ sinh ngổ ngáo bất cần trong phim It's Okay That's Love với vai diễn Oh Sun-yeol là bước đệm cho sự nghiệp diễn xuất của Lee Seung Kyung. Dàn diễn viên của It's Okay That's Love toàn những tên tuổi lớn và tài năng. Chính vì thế, với một vai phụ nhỏ nhoi dĩ nhiên không thể khiến cái tên Lee Seung Kyung trở thành hiện tượng. Nhưng lối diễn xuất độc đáo và vai diễn Oh Sun-yeol có tính cách lạ lùng lại hết sức phù hợp với cô nàng. Lee Seung Kyung đã diễn tròn vai và được ghi nhận tài năng qua bộ phim này. Bên cạnh cặp đôi chính, Lee Seung Kyung và Kwang Soo chính là hai nhân vật được quan tâm không kém. Trong khi Kwang Soo sở hữu chiều cao dìm hàng bạn diễn, thì thật may mắn khi Lee Seung Kyung cao đến tận 1m76, nhờ đó hai người trông khá là xứng lứa vừa đôi. Lee Seung Kyung đã cho thấy bản lĩnh của mình khi đảm đương khá thành công câu chuyện của Queen's Flowers và góp phần giúp bộ phim giữ vững lượng người xem ấn tượng. Vai diễn Kang Ji-sun mang về cho Lee Seung Kyung 4 đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc tại các lễ trao giải. Baek In-ha đánh đá của Cheese in the Trap TVN 2016. Dù gây nhiều tranh cãi nhất, không thể phủ nhận Cheese in the Trap, Bẫy tình yêu, chính là bộ phim khiến cái tên Lee Seung Kyung được nhiều người biết đến nhất. Hiệu ứng của Cheese in the Trap đã mang đến cho Lee Seung Kyung nhiều lời mời từ các đạo diễn và biên kịch. Và chia tay Baek In-ha, cô có một vai diễn có phần đáng yêu hơn trong Doctor. Bác sĩ Jin Se-woo trong Doctors. Tuy nhiên, kể từ khi bị bạn thân cướp mất người trong mộng là thầy Hong Ji-hong, Kim Rae-won, Se-woo bắt đầu bộc lộ những khía cạnh đen tối của mình và ghen ghét Hee-jung. Dù đã không còn thích thầy giáo nữa, Se-woo vẫn luôn cảm thấy bị Hee-jung đe dọa. Nhất là khi dường như tất cả những chàng trai xung quanh cô đều cảm nắng cô bạn cũ. Về Lee Seung Kyung, đạo diễn Oh Chung-hwan chia sẻ,
Tôi đã luôn nghĩ Lee Sung Kyung có một sự quyến rũ bí ẩn và quả thực cô ấy đã chứng minh được điều đó. Tôi nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thích cách thể hiện của cô ấy trong bộ phim lần này. Đảm nhận vai Kim Bok Joo trong Wedding Fairy Kim Bok Joo, Lee Sung Kyung khiến nhiều người phát sốt vì độ dễ thương. Vai diễn cô nàng vận động viên cử tạ Kim Bok Joo là nhân vật đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Lee Sung Kyung, đồng thời chứng tỏ khả năng diễn xuất của cô. Thêm vào đó, chemistry quá đỉnh của Lee Sung Kyung cùng bạn diễn kém tuổi Nam Joo Hyuk khiến cho cô có thêm rất nhiều người hâm mộ. Nhờ sự nghiệp diễn xuất thành công của mình, Lee Sung Kyung đã trở nên nổi tiếng một cách nhanh chóng và có cộng đồng fan hùng hậu ở cả trong lẫn ngoài nước. Là những người bạn thân thiết của Lee Jong Suk, Lee Sung Kyung và Yoon Kyun Sang cuối cùng đã xuất hiện trong hai tập 21-22 While You Were Sleeping, Khi Nàng Say Giấc với tư cách diễn viên khách mời. Không ít khán giả còn nhận xét phản ứng hóa học của cặp đôi này không hề thua kém, thậm chí còn có phần vượt mặt cặp chính Jung Jae Chan, Lee Jong Suk và Nam Hoo Joo, Suzy. Mặc dù không được khán giả Hàn Quốc dành nhiều sự chú ý, nhưng trên thực tế, bộ phim của biên kịch Cho Hee-mi vẫn có nhiều điểm cộng đáng khen ngợi, có thể khiến người xem cảm thấy tương đối hài lòng khi theo dõi chuyện tình của nàng diễn viên nhạc kịch có siêu năng lực. About Time đã đến lúc là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của tiên nữ cử tạ Lee Sung Kyung sau một năm rưỡi vắng bóng màn ảnh nhỏ. Bạn diễn của cô lần này là Lee Sang Yoon, một nam diễn viên đã quá quen mặt với khán giả truyền hình, hơn người đẹp nhà YG tới 9 tuổi. Lee Sung Kyung tái hợp Quang Su tại Running Man. Running Man nổi tiếng là chương trình lầy lội với những trò chơi oái oăm. Tuy nhiên, với tính cách chịu chơi và sôi nổi, Lee Sung Kyung trở thành mỹ nhân bất chấp hình tượng và quẩy nhiệt tình tại chương trình. Xuất hiện trong chương trình Running Man, không ít đồng nghiệp của Lee Kwang Soo đã có những câu hỏi châm chọc anh về mối quan hệ với Lee Sung Kyung. King of Mask Singer, ca sĩ Lee Sung Kyung xuất hiện. Mặc dù là người mẫu và hiện tại là diễn viên, nhưng Lee Sung Kyung là một người đa tài. Cô có thể nhảy rất tốt cùng khả năng ca hát thiên bẩm. Trong lần tới làm khách mời cho chương trình To You Project Sugarman của đài JTBC, các khán giả mới lần đầu được biết tới tài năng này của cô. Nam Joo Hyuk và Lee Sung Kyung hẹn hò. Hai năm trước, sau khi bị Dispatch đánh úp với loạt ảnh hẹn hò tình tứ, YG Entertainment cuối cùng đã lên tiếng về tin đồn tình cảm giữa Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk. Công ty đưa ra lời tuyên bố chính thức thông qua tờ Yougan Sports với nội dung: "Chúng tôi đã xác nhận lại với Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk, vốn là bạn bè thân thiết từ khoảng thời gian còn hoạt động trong giới người mẫu. Gần đây, họ đang giữ mối quan hệ hẹn hò tốt đẹp." Cũng theo Yougan Sports, cả hai bắt đầu hẹn hò từ tháng 1 năm 2017, khi cùng tham gia bộ phim Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo. Cả hai tiến tới mối quan hệ người yêu vì có nhiều điểm tương đồng về hướng đi, cùng yêu thích diễn xuất, cùng là người mẫu và đồng nghiệp dưới trướng YG Entertainment. Giữa tháng 8 năm 2017, tờ Osen đã đưa tin gây sốc khi khẳng định cặp đôi tiên nữ cử tạ Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk đã chia tay sau 8 tháng hẹn hò. Ngay lập tức, công ty chủ quản của cả hai là YG Entertainment lên tiếng xác nhận, tuyên bố sự ra đời của cặp đôi chân dài được yêu thích nhất. Hai người hẹn hò từ tháng 1 năm nay và chia tay vào tháng 8. Phong cách thời trang ấn tượng của Lee Sung Kyung. Bên cạnh sự cá tính, Lee Sung Kyung đôi khi còn khiến người đối diện say nắng bởi vẻ sexy khó cưỡng. Ở tuổi 28, Lee Sung Kyung vẫn trẻ trung như cô thiếu nữ 18 tuổi. Không chỉ sở hữu gu thời trang ấn tượng, có nhiều kiểu tóc độc lạ mà phong cách trang điểm cụm mác Lee Sung Kyung cũng là điều mà các bạn trẻ luôn mong muốn sở hữu. Chính vì thế, những cô gái tuổi teen chập chững trưởng thành thường xuyên lên mạng search cụm từ Lee Sung Kyung Makeup để học lỏm cách trở thành thiếu nữ cá tính nhưng vẫn đáng yêu và quyến rũ, giống tiên nữ Sung Kyung. Xuất thân là người mẫu làng mốt, vì thế chẳng có gì khó hiểu khi Lee Sung Kyung sở hữu gu ăn mặc vô cùng trẻ trung và tinh tế. Vì thế các bạn trẻ luôn tìm hiểu theo cách ăn mặc của cô để nâng cấp gu ăn mặc của mình, và cụm từ Lee Sung Kyung Fashion từ đó cũng trở thành trendy tìm kiếm vô cùng hot. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.